Nhà thuốc Thanh Xuân Đường xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay nhà thuốc sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị biết thắc mắc mắc sùi màu gà thì nên ăn gì và kiêng ăn gì. Mắc sùi màu gà thì nên ăn gì và kiêng ăn gì thưa bác sĩ? Theo em được biết chế độ dinh dưỡng có rất nhiều ảnh hưởng đến kết quả của bệnh sùi màu gà, nhưng em không biết nên ăn gì và kiêng ăn gì để hạn chế nguy cơ tái phát của bệnh cả. Vốn dĩ là người khá quan tâm đến sức khỏe nên dạo này gần đây em thấy vùng kín của mình xuất hiện những nốt sùi màu gà giai đoạn đầu. Em mong được sự phản hồi của bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn. Đây là một câu hỏi của một bệnh nhân hỏi gọi điện về hỏi nhà thuốc. Hôm nay nhà thuốc sẽ chia sẻ cho các bạn bị bệnh sùi màu gà nên ăn gì. Thứ nhất, các bạn nên ăn mật ong hay sữa ăn chúa là thực phẩm rất tốt cho bệnh sùi màu gà, giúp bệnh nhân nhanh chóng lành hơn, giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, điều hòa nội tiết cơ thể và hỗ trợ quá trình điều trị, rút ngắn thời gian điều trị bệnh sùi màu gà. Cái thứ hai là sữa. Sữa là thực phẩm khuyên dùng nhiều khi bị bệnh sùi màu gà với nhiều lợi ích như sau: duy trì cân bằng liên kết giữa các tế bào trong dạ dày, giúp giảm cholesterol trong máu, tăng cường hệ thống miễn dịch và đặc biệt chống lại tế bào ung thư. Tỏi. Tỏi được xem là kháng sinh tự nhiên rất tốt cho cơ thể, giúp chữa được rất nhiều bệnh và bệnh sùi màu gà cũng không ngoại lệ. Nấm hương. Nấm hương là thực phẩm có mặt rất nhiều trong món ăn của người Việt. Loại thực phẩm này dợ bổ dưỡng và giúp hàng nâng cao sự miễn dịch cho cơ thể, giúp chống đỡ khỏi virus hiệu quả. Ngoài ra, cà chua, sắn, ngó sen, bí đỏ, ngô, củ cải tươi, rau chân vịt đều chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể và bệnh nhân sùi màu gà. Chúng sẽ giúp hạn chế sự phát triển của virus cũng như làm lành các tổn thương trên da do bệnh sùi màu gà nhanh hơn. Do vậy, hãy chú ý bổ sung thực đơn hàng ngày bằng những thực phẩm vàng nói trên nhé. Bệnh sùi màu gà không nên ăn gì? Thứ nhất, không nên ăn các chất kích thích, rượu bia, đồ uống chứa cồn và một số chất kích thích khác. Bạn nên hạn chế tối đa sử dụng, không chú ý kiêng cữ chúng thì cơ thể bạn sẽ nguy cơ mất đi 3 đến 5 gram vitamin C, khiến sức miễn dịch trong cơ thể suy giảm trầm trọng. Rau gia vị, hành, hẹ, gừng, rau răm, diếp cá làm tăng thêm hương vị, sức hấp dẫn cho các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị mắc căn bệnh do virus HPV tấn công này thì nên loại bỏ chúng ngay. Thực sự không tốt cho việc điều trị bệnh chút nào. Đồ cay nóng chứa nhiều gia vị là một trong 4 nhóm thực phẩm kiêng kỵ khi điều trị sùi màu gà cần tránh. Các món ăn này chứa nhiều tiêu ớt sẽ khiến cho việc bệnh nhân gặp trở ngại. Bản thân bệnh nhân cũng cảm nhận dễ dàng khi các triệu chứng của bệnh sùi màu gà gia tăng, đặc biệt là nóng rát hậu môn và đau rát các nụ sùi. Hải sản. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu muốn loại bỏ bệnh sùi màu gà nhanh hơn thì nên chú ý tránh hải sản ra khỏi chế độ ăn hàng ngày. 7. Nếu dung nạp chúng quá nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bệnh sùi màu gà tái phát và biểu hiện nặng hơn. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Nếu bạn bị bệnh sùi màu gà, hãy liên hệ nhà thuốc Thanh Xuân Đường, số điện thoại 01682431881 hoặc 01682531881. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Hiện nay, nhà thuốc Thanh Xuân Đường đã bào chế thành công thuốc đặc trị sùi màu gà bằng đông y. Thuốc gồm thuốc uống và thuốc bôi. Thuốc uống sẽ bài trừ hết virus ra khỏi cơ thể. Thuốc bôi sẽ làm rụng nốt sùi, giúp cho bạn khỏi hoàn toàn sùi màu gà mà không gây đau đớn cho bệnh nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy gọi ngay số điện thoại 01682431881 hoặc 01682531881. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Nhà thuốc xin chân thành cảm ơn. Bệnh sùi màu gà, hãy liên hệ nhà thuốc Thanh Xuân Đường, số điện thoại 01682431881 hoặc 01682531881. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Hiện nay, nhà thuốc Thanh Xuân Đường đã bào chế thành công thuốc đặc trị sùi màu gà bằng đông y. Thuốc gồm thuốc uống và thuốc bôi. Thuốc uống sẽ bài trừ hết virus ra khỏi cơ thể. Thuốc bôi sẽ làm rụng nốt sùi, giúp cho bạn khỏi hoàn toàn sùi màu gà mà không gây đau đớn cho bệnh nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy gọi ngay số điện thoại 01682431881 hoặc 01682531881. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Nhà thuốc xin chân thành cảm ơn. 881 hoặc 01682531881. Nhà thuốc sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Nhà thuốc xin chân thành cảm ơn.